Thưa quý vị, sáng nay 26 tháng 3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đến thăm, dâng hoa, dâng hương di tích chiến thắng Đồn Nhất. Cùng đi có Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5. Về phía lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Tại di tích chiến thắng Đồn Nhất, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn đã đặt vòng hoa, thắp nén hương tưởng nhớ tri ân đến những cống hiến hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh đi trước. Đồn Nhất vốn là một vị trí quân sự quan trọng được xây dựng dưới thời vua Minh Mạng. Nơi đây được biết đến với tinh thần chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của các anh hùng liệt sĩ trong chiến thắng chiến dịch hè thu năm 1952 của Đại đội 6 tăng cường tiểu đoàn 519, Trung đoàn 803, chủ lực cơ động Liên khu 5. Đồn Nhất nằm trong di tích Hải Vân Quan, đồn lũy quân sự trấn thủ tại đỉnh đèo Hải Vân, ngay ranh giới giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Hiện nay di tích đang được chính quyền hai địa phương phối hợp trùng tu phục hồi với tổng mức đầu tư dự án hơn 42 tỷ đồng.